7 lý do bạn nên uống nước chanh mỗi ngày. Các hàng quán luôn sẵn sàng phục vụ nước chanh cho khách. Một số người thường bắt đầu ngày mới bằng ly nước chanh. Đây thực ra là một loại đồ uống giải khát tuyệt vời khi trời nắng nóng. Không chỉ dễ uống mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh. Hy vọng rằng sau bài viết này bạn sẽ có câu trả lời của riêng mình. 1. Cung cấp nước cho cơ thể. Nước chiếm đến hơn 70% trọng lượng cơ thể. Đây là thành phần quan trọng của mọi sinh vật trên hành tinh. Bổ sung đầy đủ nước sẽ giúp cơ thể bạn luôn tràn trề sức sống. Và dĩ nhiên, nếu thêm vị chanh vào ly nước sẽ khiến bạn uống được nhiều hơn và cơ thể không bị nguy cơ thiếu nước. 2. Nguồn cung cấp vitamin C. Chanh thuộc giống cây họ cam quýt, vốn chứa hàm lượng vitamin C cao. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C tốt. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thì 1/4 cốc nước ép chanh tươi cung cấp hơn 30% lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C là một chất chống oxy hóa, chủ yếu giúp bảo vệ các tế bào khỏi sự tổn thương do các gốc tự do gây nên. Trong các nghiên cứu, vitamin C được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ, cũng như làm hạ huyết áp. Nghiên cứu đăng trên Scopus cho thấy những người có lượng vitamin C thấp, đặc biệt là đàn ông béo phì, cao huyết áp thì có nguy cơ mắc đột quỵ cao hơn. Một số chuyên gia cho rằng vitamin C cũng giúp phòng ngừa và làm giảm thời gian mắc bệnh cúm ở một số người. 3. Cải thiện làn da. Vitamin C trong chanh có thể giúp làm giảm sự hình thành các nếp nhăn. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ kết luận, những người tiêu thụ nhiều vitamin C hơn thì ít có nguy cơ bị da khô và nhăn. Uống nhiều nước giúp cải thiện làn da cũng là một kiến thức phổ biến. Nếu làn da mất đi độ ẩm thì sẽ bị khô, có xu hướng nhăn nheo. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày để giúp giải khát cơ thể và làn da khỏi các độc tố. 4. Giúp giảm cân. Một nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa tìm thấy trong chanh làm giảm đáng kể sự tăng cân do chế độ ăn giàu chất béo ở chuột. Bên cạnh đó, sự kháng insulin cũng được cải thiện. Dù kết quả tương tự cần được chứng minh trên người, nhưng trên thực tế, có nhiều người cho biết uống nước chanh giúp họ giảm cân. 5. Hỗ trợ tiêu hóa. Một số người uống nước chanh như một loại thuốc nhuận tràng vào mỗi buổi sáng để ngăn ngừa táo bón. Thực vậy, uống nước chanh ấm hoặc nóng khi thức dậy có thể hỗ trợ tiêu hóa. Y học cổ truyền Ấn Độ tin rằng vị chua của chanh làm kích thích Agni. Một Agni khỏe mạnh sẽ khởi động hệ tiêu hóa mạnh mẽ. Nhờ đó, thức ăn được tiêu hóa dễ dàng và giúp ngăn ngừa sự tích lũy các chất độc. 6. Hơi thở thơm mát. Bạn đã từng dùng chanh sát lên tay để tẩy đi mùi hôi khó chịu. Trên thực tế, trái chanh được cho là có tác dụng khử mùi. Đặc biệt, bạn có thể áp dụng biện pháp khử mùi này khi ăn các thực phẩm nặng mùi như tỏi, hành, cá. Hãy giữ cho hơi thở thơm mát bằng cách uống một ly nước chanh sau bữa ăn và khi thức dậy. Chanh cũng kích thích tiết nước bọt và nước giúp ngăn ngừa khô miệng, vốn dẫn đến hơi thở hôi do sự quá phát vi khuẩn. 7. Ngăn ngừa hình thành sỏi. Chất axit citric trong chanh có thể ngăn ngừa hình thành sỏi canxi. Trang UW khuyến cáo tăng lượng axit citric tiêu thụ để giảm nguy cơ hình thành sỏi canxi mới. Uống nước chanh không chỉ giúp bạn bổ sung thêm axit citric mà còn cung cấp nước, vốn cũng ngăn ngừa sự tạo sỏi. Cách pha nước chanh. Để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời từ nước chanh, bạn cần phải uống thường xuyên. Khi pha nước chanh, bạn luôn cần nhớ rằng phải sử dụng chanh tươi. Vắt nửa quả chanh vào khoảng 250ml nước đã đun sôi, nước ấm hoặc nước lạnh. Bạn có thể sáng tạo thêm mùi vị cho cốc nước chanh bằng cách sử dụng một thìa mật ong, một lát gừng tươi, một chút quế hoặc là một nhánh bạc hà. Một vài lát cam hay dưa chuột vào ly nước chanh cũng là một ý tưởng hay. Hãy bắt đầu buổi sáng bằng ly nước chanh ấm và pha một chai nước chanh để trong ngăn mát của tủ lạnh rồi dùng cho cả ngày. Tác dụng phụ của nước chanh. Nước chanh nhìn chung là an toàn khi uống, nhưng cũng có một vài tác dụng phụ có thể xảy ra mà bạn cần biết. Chanh chứa axit citric có thể ăn mòn men răng,
Để hạn chế nguy cơ này, hãy uống nước chanh qua ống hút và súc miệng sau khi uống. Đồng thời, axit citric cũng có thể kích thích gây ửa nóng ở một số người. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy giảm nhẹ ửa nóng vì chanh trở nên kiềm tính khi ở trong đường tiêu hóa. Nếu chanh làm nặng thêm tình trạng ửa nóng thì bạn cần tránh thức uống này. Một số người cũng báo lại rằng họ thường xuyên phải vào nhà vệ sinh hơn khi uống nước chanh. Đó là do nước chanh cũng là đồ uống lợi tiểu, tức là làm tăng sản xuất nước tiểu. Nguyên nhân có thể là do tác dụng của chanh hoặc là do bạn uống nhiều nước. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, đừng mua thuốc tây, không cần tới bác sĩ mà hãy dùng quả khế là khỏi. Quả khế, thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Quả khế chứa một tác nhân kháng khuẩn, có thể chiến đấu với các loại khuẩn như Microbia, Bacillus coriacus, E. coli, Salmonella typhus. Mỗi quả khế trung bình chỉ chứa khoảng 30 calo, nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Do đó, khế là một loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, lại có làn da đẹp mịn màng trẻ trung, tránh táo bón. Lợi ích từ khế. Chất xơ tự nhiên. Khi ăn khế, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này, giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Chứa các chất pectin. Nhờ có thành phần pectin trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Đặc biệt ở phụ nữ có thai, pectin còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho cơ thể, làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư, cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể, đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khế còn chứa các vitamin A, B5 giúp quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru và suôn sẻ hơn. Ngoài ra, khế còn là nguồn vitamin B9, axit folic giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, làm giảm lượng cholesterol. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô gái đường chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ. Kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi. Hôm nay Bon Chen viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ. Mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá,
nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn, thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn, người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tăm sen, ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết, rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2 đến 3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị một quả chuối xanh, một ly nước chừng 250ml, một thanh quế tùy thích có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện. Việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó, bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắc lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt, nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng. Tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá, các chị đừng bao giờ để mình mất ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước này mỗi sáng, cả đời không lo mắc bệnh ung thư. Bạn từng nghe nói đến loại nước thần ngăn ngừa bệnh ung thư một cách diệu kỳ này chưa? Khi bạn ăn những thực phẩm không lành mạnh, cơ thể sẽ tích tụ dư thừa axit độc hại, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.
trong đó có ung thư. Độ axit hay độ kiềm trong cơ thể được xác định giống như thông thường, tức là bằng chỉ số pH. Chỉ số pH dưới 7 nghĩa là môi trường cơ thể bạn đang có tính axit chua, còn lớn hơn 7 nghĩa là có tính kiềm. Tuy vậy, chỉ số pH cân bằng của con người rơi vào khoảng 7,35, tức cơ thể chúng ta mang tính kiềm nhẹ. Nếu pH của bạn thấp hơn mức này, thậm chí thấp hơn 7, bạn đang đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng, do cơ thể tích tụ quá nhiều axit từ các hoạt động hàng ngày, thể chất, tinh thần. Khi đó, các tế bào cũng bị nhiễm độc và hệ miễn dịch suy yếu là điều khó tránh khỏi. Sau đây là một số dấu hiệu có thể giúp bạn nhận ra cơ thể đang thiên về tính axit hay không. Đau đầu, đau vô tử, cảm thấy nhức mỏi hay bị bệnh vặt. Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta, trên 70%. Do đó, nồng độ pH của nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng độ pH. Mặt khác, quá trình tiêu hóa luôn sản sinh ra axit để hấp thụ thức ăn. Do đó, uống nước gần như là con đường duy nhất giúp bạn cân bằng độ pH cơ thể. Nhu cầu nước hàng ngày 2-3 lít là tương đối đủ cho quá trình cân bằng axit kiềm trong mỗi người. Tuy vậy, nước uống hàng ngày có chỉ số pH vào khoảng 7-7,5 có thể sẽ không đủ để kiềm hóa cơ thể nếu bạn thường xuyên vận động cường độ cao, hoạt động trí tuệ liên tục, căng thẳng hoặc đang mắc bệnh. Vì thế, một giải pháp bổ sung kiềm cho cơ thể mà bạn nên áp dụng là uống nước kiềm hóa. Đây là một phương pháp hoàn toàn tự nhiên, vừa bổ sung nước, vừa thanh lọc cơ thể, cân bằng axit và chống lão hóa hiệu quả. Công thức làm nước kiềm hóa. Nguyên liệu: 1 muỗng đá muối Himalaya, 2 lít nước lọc, 1 lát chanh cắt mỏng. Cách làm: đổ nước vào hũ hoặc nồi lớn, cho chanh và đá muối vào, khuấy nhẹ hỗn hợp rồi đậy lại và để qua đêm. Cách dùng: uống 3 ly nước kiềm hóa mỗi sáng trước khi ăn. Công thức làm nước uống kiềm hóa này có chứa chanh, một loại thực phẩm có tính chua, tuy nhiên nó lại có tác dụng kiềm hóa rất tốt cho cơ thể. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại đáng sợ của rau má mà bạn chưa hề biết. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. Rau má vốn được coi là thực phẩm lành tính nên được sử dụng trong việc chế biến thức ăn và nước uống giải khát rất phổ biến. Hơn nữa, loại rau này chưa được trồng phổ biến, vẫn còn là rau mập hoang nên nhiều người cho rằng chúng rất an toàn khi sử dụng. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. 1. Lợi ích của rau má. Rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều dược tính. Ngay từ xa xưa, người dân đã biết sử dụng loại rau này như một vị thuốc chữa bệnh. Theo đông y, rau má có vị đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, giải độc, sửa mụn nhọt, vàng da, vàng mắt, sốt, lên sởi. Loại rau này còn được dùng để hạ huyết áp, giúp lưu thông máu, nhất là ở những vùng tĩnh mạch và mao mạch. Rau má còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Các Thái Lan ngày xưa dùng rau má để chữa các bệnh như vảy nến, eczema, nhiễm trùng đường hô hấp, mệt mỏi, sốt, cảm lạnh, viêm gan, động kinh và cả bệnh giang mai. Theo y học hiện đại, rau má có thể sử dụng để chống lại sự lão hóa của da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Vì vậy, có thể dùng chiết xuất của loại rau này trong những ứng dụng làm đẹp. Ngoài ra, rau má còn có thể dùng để chống loét dạ dày, kháng virus, kháng nấm. Thừa kế những nghiên cứu của y học cổ truyền, ngày nay người ta nhận thấy rau má có thể sử dụng làm giảm sưng, giúp lưu thông máu trong cơ thể. Dùng để điều trị rất tốt trong các bệnh giãn tĩnh mạch, suy tĩnh mạch. 2.
tác hại khi lạm dụng rau má. Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao, vì thế không thể lạm dụng khi sử dụng. Nếu dùng nhiều rau má sẽ dẫn đến hậu quả xấu sau đây. Ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Rau má thường được uống sống nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ. Vì thế, phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên dùng nhiều loại rau này. Làm tăng cholesterol và lượng đường trong máu. Rau má làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Vì vậy, những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều. Không chỉ vậy, đối với người đang có hai bệnh trên, dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol. 3. Học viện Y tế tại Hoa Kỳ và châu Âu đã đưa ra khuyến cáo rằng rau má mặc dù an toàn nhưng không nên sử dụng quá 6 tuần mà không có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho một ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyên dùng là một cốc nước rau má, tương đương 40g rau má trở lại. Tuy nhiên, không nên dùng liên tục quá một tháng nếu muốn liên tục. Nếu muốn tiếp tục dùng thì nghỉ tối thiểu nửa tháng rồi mới dùng lại. Phụ nữ có thai không nên dùng rau má hằng ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Uống nước dứa theo cách này, cả đời bạn không lo mắc bệnh xương khớp. Dứa chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Uống nước dứa theo cách này sẽ giúp ngừa bệnh xương khớp. Dứa là thành phần của họ dứa và là một trong những số ít cây thuộc họ có khả năng tạo quả ăn được. Thực chất, quả dứa được cấu thành từ rất nhiều hoa dứa riêng biệt, do các quả con hợp nhất lại với nhau xung quanh một lõi trung tâm, mỗi mắt dứa là một quả con. Lợi ích dinh dưỡng của dứa cũng hấp dẫn như cấu tạo của chúng. Dứa có rất nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm hỗ trợ hệ miễn dịch, đẩy mạnh sự tiêu hóa protein và làm xương khỏe hơn. Chúng thậm chí còn có thể giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Ngoài những vitamin và khoáng chất liệt kê ở trên, dứa cũng chứa một lượng nhỏ vitamin B, canxi, kẽm, vitamin A và beta carotene. Lượng chất dinh dưỡng có trong dứa nguyên chất và dứa đóng hộp khác nhau. Dứa đóng hộp chứa một lượng lớn calo, 198 calo trong mỗi cốc, và đường do có siro. Nó cũng chứa ít vitamin và khoáng chất hơn. Nếu bạn thích sử dụng dứa đóng hộp, hãy cố gắng không sử dụng thêm đường hoặc tìm mua các sản phẩm dưới dạng nước ép thay vì dạng siro. Nước dứa ngừa bệnh xương khớp. Theo lương y Hoàng Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Đông y Đồng Nai, trong dứa có chứa nhiều bromelain, một loại enzyme protein tiêu hóa giúp đẩy lùi tình trạng viêm. Chất sức có từ trái dứa có hiệu quả không khác gì một loại thuốc chống viêm khớp tự nhiên. Và lưu ý, khi thực hiện công thức dưới đây, bạn chỉ lấy phần ruột trong cùng của trái dứa. Đây là phần có chứa nhiều bromelain nhất. Nguyên liệu: dứa tươi 1 quả, cà rốt 7 củ, cần tây 4 nhánh, chanh 1 quả. Cách làm: dứa gọt vỏ, lấy cả phần ruột trong cùng của quả dứa. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, cần tây rửa sạch dưới vòi nước. Cho tất cả dứa, cà rốt, cần tây và chanh vào máy ép lấy nước. Riêng chanh cho cả quả, vì phần vỏ chanh có chứa thành phần rất tốt không nên bỏ đi. Cách dùng:
Ngay khi xuất hiện cơn đau do xương khớp, hãy uống ngay một ly nước hỗn hợp này. Chỉ sau ít phút, cơn đau sẽ biến mất. Kiên trì thực hiện cách này 2 lần trên tuần, cơn đau viêm khớp sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, những lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền, vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Nước cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun. Đậy nắp lại, đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi, khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi.
Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6 gram chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu, tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt, nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp.
Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển, làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngã sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.